Bạn hãy nhìn vào hình ảnh này để biết thế nào là bộ tứ hủy diệt. Kể từ ngày hôm nay, nỗi khiếp sợ trên toàn cõi châu Âu sẽ bắt đầu được gieo rắc bởi bộ tứ tấn công này. Không cần phải dùng tới kính viễn vọng, Real Madrid vẫn giúp người hâm mộ tận mắt nhìn thấy giải ngân hà lóa mắt nhất. Mà nổi bật nhất chính là bốn vị tinh tú với sứ mệnh hủy diệt mà hàng thủ đập tan hoàn toàn mọi sự nghi ngờ. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn tìm ra giải pháp phù hợp nhất để chắp nối các cầu thủ hàng đầu, tạo nên mối liên kết hoàn hảo, giúp những ngày vui được nối dài tại sắc trắng hoàng gia của thủ đô Madrid. Một khởi đầu mỹ mãn trong thời khắc trình làng siêu bộ tứ hủy diệt châu Âu đã được Los Blancos khắc họa vào đêm ngày hôm qua. Và ngay bây giờ, hãy cùng mình lật dở lại công thức chiến thắng đã được Real Madrid tạo nên với bộ tứ siêu tấn công này nha. Đêm qua, trên sân vận động quốc gia Warsaw ở Ba Lan, đội bóng hoàng gia Real Madrid đã nhẹ nhàng đánh bại Atalanta với tỷ số 2-0, qua đó giành lấy chiến thắng và nâng cao danh hiệu siêu cúp châu Âu. Mặc dù trên thực tế, trận đấu này về cơ bản cũng không mang quá nhiều ý nghĩa về mặt thành tích. Tuy vậy, đây cũng có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo để mở ra những tham vọng trong mùa giải mới với đội bóng hoàng gia Real Madrid. Cả hai đội bóng đều nhập cuộc với tâm thế đầy nghiêm túc để hướng đến chiến thắng. Thậm chí ở trong hiệp 1, Atalanta còn gây ra nhiều khó khăn cho Los Blancos bởi sự cao tay cả về chiến thuật lẫn cách tổ chức được huấn luyện viên Gasperini truyền cho các học trò. Nhưng rồi điều mà người ta mong chờ nhất đã xuất hiện, sự kết nối của 4 siêu sao hạng nặng trên hàng công của Real Madrid, bao gồm Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior và tân binh Kylian Mbappe đã cùng nhau tỏa sáng để khiến các Madridista không phải thất vọng. Đã có rất nhiều sự nghi ngờ được đặt ra cho hàng công của kênh kênh trắng khi Kylian Mbappe được thông báo chính thức là người của đội chủ sân Santiago Bernabeu. Tuy vậy, trong trận đấu vào đêm ngày hôm qua, huấn luyện viên Ancelotti đã quyết định tung vào sân ngay từ đầu bộ ba tấn công trong mùa giải năm ngoái, lẫn tạo cơ hội cho Kylian Mbappe ra mắt đội bóng. Trong hầu hết quãng thời gian của hiệp 1, các khán giả hầu như chưa thấy được nhiều điểm nhấn mà những ngôi sao này cùng tạo nên. Tuy nhiên, khi mà sự ăn ý dần được hình thành, Bellingham, Rodrigo, Vinicius và Mbappe đã thực sự khiến mọi ánh đèn ở Warsaw phải chiếu rọi vào mình, đồng thời gửi đi thông điệp đanh thép khiến toàn cõi châu Âu phải khiếp sợ. Nhìn vào hai bàn thắng mà Real Madrid ghi được trong trận đấu ngày hôm qua để thấy rõ những dấu ấn nổi bật được tạo nên bởi 4 chân sút hàng đầu này. Với tình huống lập công khai mở thế bế tắc ở phút 59, mọi chuyện đã khởi nguồn từ tiền vệ sinh năm 2003, Jude Bellingham. Cầu thủ này đã nhận bóng ở một khoảng trống lớn nơi tuyến 2. Bellingham sau đó dẫn trái bóng lên sát với vòng cấm để thực hiện đường truyền thông minh, mở ra cơ hội bứt tốc với sở trường dê dắt và tạo đột biến của Vinicius bên phía hành lang cánh trái. Khi đó ở bên trong vòng cấm, Kylian Mbappe nhận thấy Van Verde đang băng lên ở một vị trí thuận lợi, cũng đã có tình huống chạy giật về đầy thông minh để hút người. Mở ra khoảng trống thoải mái, giúp cho Van Verde đệm bóng cận thành đơn giản sau đường căng ngang kiến tạo của Vinicius. Đến bàn thắng thứ hai ấn định tỷ số được thực hiện ở phút 68. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất để nhìn thấy sự ăn khớp và tính liên kết được tạo dựng đến từ bộ tứ cầu thủ tấn công đầy hứa hẹn này. Rodrigo nhanh nhẹn và tinh quái đã chủ động thực hiện pha áp sát với hậu vệ Isaac Hien ở bên phía phần sân nhà của Atalanta để lấy bóng và mở ra cơ hội lớn. Vinicius Junior bất ngờ xuất hiện ở vị trí của một tiền đạo trung tâm. Cầu thủ người Brazil mở tốc đón lấy đường chọc khe của người đồng hương Rodrigo trước khi thực hiện đường căng ngang vào phía trong. Bên phía cột 2, Jude Bellingham đã băng vào đón bóng và có quyết định giữ lại trái bóng cực kỳ hợp lý. Còn cầu thủ kết liễu ở tình huống này, Mbappe đã đánh hơi bàn thắng rất nhanh. Anh chạy giật về để mở ra khoảng trống, sau đó Bellingham và Mbappe đã tìm thấy nhau chỉ qua ánh mắt. Đường truyền của tiền vệ tam sư là rất vừa tầm với đà di chuyển vào trong và đệm bóng cháy lưới của Mbappe, khiến những cái bóng áo sọc xanh đen xung quanh dường như chỉ biết bất lực đứng nhìn. Trong một ngày chơi bóng đầy thăng hoa, hàng công của Real Madrid đã cùng nhau khuấy đảo với hàng loạt pha bóng ấn tượng cùng tốc độ đầy hứng khởi. Đặc biệt trong số đó, màn trình diễn của Bellingham có thể nói là không thể chê vào đâu được. Mùa giải năm ngoái, khi mà Los Blancos thiếu đi một mũi công chất lượng, tiền vệ 21 tuổi đã thường xuyên được bố trí trong vai trò xâm nhập vòng cấm. Tuy vậy, khi mà những mũi công xuất sắc nhất đã hội ngộ và giúp cho Real Madrid trở thành phiên bản hoàn hảo với siêu bom tấn mang tên Kylian Mbappe, Jude Bellingham trong ngày hôm qua lại được bố trí để làm đúng vai trò mà lão tướng Luka Modric đã từng thực hiện trong rất nhiều năm trước đây. Cầu thủ này gần như đóng góp trong mọi đường lên bóng của Real Madrid. Anh chính là trung tâm trong cách của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi liên tục nhận bóng
tạo ra những tình huống xuyên phá và tạo ra tới 3 key pass ngon ăn cho các đồng đội. Sau khi trận đấu kép lại, chính cá nhân của Bellingham đã được vinh danh cho hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong khi đó, với Vinicius Junior, khi mà hàng công của Real Madrid đang có phần chật chội với sự góp mặt của cả Rodrigo lẫn Mbappe. Ở trận đấu đêm qua, anh đã được huấn luyện viên Ancelotti sắp xếp chơi tự do ở nhiều thời điểm. Tầm hoạt động rất rộng của anh mang đến đất diễn và khiến hàng thủ kỷ luật của Atalanta gặp khó trong việc đeo bám người. Khi thì Vini giạt cánh, lúc lại vào trung tâm, và thậm chí có đôi lúc anh chơi không khác nào một tiền vệ tấn công. Như thường lệ, tốc độ và kỹ thuật của anh đã không ít lần làm khổ các hàng phòng ngự trên khắp châu Âu. Và ngày hôm qua, tới lượt đại diện của Syria là nạn nhân của Vinicius. Với Rodrigo, dù có đôi phần kém nổi bật hơn so với ba cái tên còn lại, nhưng chính sự năng nổ, chăm chỉ áp sát và sẵn sàng hy sinh để giạt cánh của anh cũng đã góp phần rất quan trọng cho Real Madrid. Rodrigo có 100% chuyền bóng chính xác và tung ra hai cú sút. Cầu thủ người Brazil cho thấy tư duy chơi bóng cùng mối liên kết rất ăn ý của các đồng đội. Với màn thể hiện như vừa rồi, có lẽ anh cũng chẳng phải quá lo ngại về khả năng ra sân của mình. Còn đối với tân binh Kylian Mbappe, trận ra mắt của cầu thủ này để nhận xét công bằng thì vẫn chưa thể được gọi là mức hoàn hảo. Vẫn còn một vài thời điểm anh tỏ ra chưa ăn khớp với các đồng đội. Tuy vậy, với bộ kỹ năng sẵn có, anh vẫn biết cách minh chứng sự xứng đáng của mình với mức lương khổng lồ được đội bóng chủ sân Bernabeu trao cho. Và chắc chắn rằng khi có thêm thời gian, Mbappe sẽ ngày càng biết cách hòa nhập và hoàn toàn vào một tập thể toàn sao của Real Madrid. Khi Mbappe đến, đã có rất nhiều đồn đoán về một hàng công chật chội sẽ dẫn đến việc các cầu thủ dẫm chân lên nhau. Thậm chí còn nhiều nguồn tin cho rằng sẽ có người bị mất vị trí chính thức vào tay đội trưởng chuyền Pháp. Nhưng rồi cách bố trí của thầy An và màn trình diễn của bộ tứ tấn công của Los Blancos ngày hôm qua đã chứng minh tất cả. Real luôn nổi tiếng là tập thể của những cầu thủ đẳng cấp nhất. Nhưng sự khác biệt của đội bóng này lại nằm ở việc không có cầu thủ nào dám chơi ích kỷ hay là tỏ thái độ siêu sao cho đội hình. Mbappe, Bellingham và Vinicius được dự báo sẽ còn cùng nhau cạnh tranh quả bóng vàng trong một thời gian rất dài nữa. Tuy vậy, họ vẫn sẵn sàng phối hợp và tạo ra sợi dây liên kết ăn ý để cùng với sự chăm chỉ của Rodrigo kiến thiết nên một hàng công không thể bị ngăn cản. Nếu ai trực tiếp theo dõi trận đấu này thì cũng hoàn toàn có thể thấy rõ Real với số cơ hội mà họ tạo ra hoàn toàn có thể tạo nên cách biệt lớn hơn 2 bàn thắng trước Atalanta. Rodrigo đã có pha dứt điểm trúng xà ngang vào cuối hiệp 1. Bellingham và Vinicius trong nửa sau của trận đấu đều bỏ lỡ những cơ hội đối mặt. Và điểm chung trong số những cơ hội đáng kể đó và những bàn thắng mà Los Blancos tạo ra ngày hôm qua, đó đều là nghiệm thu bởi những pha phối hợp của 4 cầu thủ rất đáng chú ý này. Tuy chưa thể tận dụng mọi cơ hội, nhưng dẫu sao đêm qua cũng mới chỉ là bước khởi đầu để mở ra kỷ nguyên thống trị đầy hứa hẹn với các Madridista cùng bộ tứ nguyên tử Bellingham, Vinicius, Mbappe và Rodrigo. Thực sự giải Ngân Hà 3.0 được tạo dựng bởi bàn tay của bố già Florentino Perez đang ngày một trở nên hoàn hảo hơn. Và bài toán được đặt ra lúc này sẽ rất khó nhằn dành cho mọi đội bóng của bóng đá châu Âu. Liệu rằng hàng thủ nào có thể đủ sức để cản lại bộ tứ tấn công mà Real Madrid vừa trình làng?